Chính vì lòng dục nên họ hợp với tư, thành ra 84.000 loạn tưởng ngang dọc. Tư là tạo nghiệp, là hành động do ham muốn. Như vậy nên có bọc thai trôi lăn trong cõi nước, người xúc dầu tiên, rất nhiều các loại. Sinh từ thai, đó là động vật có vú, hình thành do dục và ba điều kiện, cha, mẹ và nghiệp nhân. Bọc thai, tiếng Sanskrit Abuda, là bọc trứng bắt đầu phát triển từ tuần lễ thứ hai. Các loài người thú rồng tiên có nhiều các nơi trên mặt đất. Kinh văn: do nhân thế giới chấp trước luân hồi thú điên đảo cố, hòa hợp nhuyễn thành bát vạn tứ thiên, phiền phước loạn tưởng như thị cố hữu, thấp tướng tế thi, lưu chuyển quốc độ, hàm xuẩn nhuyễn động kỳ loại xung tắc, việt dịch. Nhân trong thế giới có chấp trước luân hồi điên đảo về thú, nên hòa hợp với noãn thành ra 84.000 loạn tưởng nghiêng ngửa. Vậy nên có tế thi thấp sinh trôi lăn trong cõi nước, nhúng nhúc quậy động rất nhiều các loại. Giảng giải đoạn này bản về thấp sinh. Sinh từ nơi ẩm thấp là do hơi ẩm và hai điều kiện, nghiệp cá nhân và khí ẩm. Nhân trong thế giới có chấp trước luân hồi điên đảo về thú. Chấp trước là nắm giữ và không thể thay đổi. Do chấp trước nên phải chịu tái sinh trong vòng luân hồi. Thú là ý hướng, khuynh hướng về một điều gì đó, nên hòa hợp với noãn thành ra 84.000 loạn tưởng nghiêng ngửa. Noãn, khí ẩm là tạo tác của nghiệp, nghiêng dao động không vững, ngửa là đảo ngược lại. Vậy nên có tế thì thấp sinh trôi lăn trong cõi nước, nhúng nhúc quậy động rất nhiều các loại. Tế thì là loài thân mềm, chỉ các loài sinh từ nơi ẩm thấp. Thấp sinh chỉ các loại động vật nhỏ sinh ra từ nơi ẩm thấp, như côn trùng, ruồi muỗi, chúng ở khắp nơi trên mặt đất. Thường chúng ta không để ý, nhưng thực sự cả 12 loại đều liên quan nhau, con người cũng liên quan đến các loài như vậy. Kinh văn: do nhân thế giới biến dịch luân hồi giả điên đảo cố, hòa hợp xúc thành bát vạn tứ thiên tân cố loạn tưởng, như thị cố hữu hóa tướng yết nam, lưu chuyển quốc độ, chuyển giác phi hành kỳ loại xung tắc, việt dịch. Nhân trong thế giới có biến dịch luân hồi điên đảo về giả, nên hòa hợp với xúc thành ra 84.000 loạn tưởng mới cũ. Vậy nên có yết nam hóa sinh trôi lăn trong các cõi nước, chuyển thoái phi hành các loài rất nhiều. Giảng giải đoạn này bàn về hóa sinh, điều kiện chỉ là nghiệp của tự thể. Do nghiệp thức nên ưa thích mới, nhàm chán cũ và liền được hóa sinh. Chẳng hạn vài loại chuột có thể hóa sinh thành rơi và loại chim chuyển thành cá, hoặc loài lưỡng cư hoặc sâu bướm chuyển thành bướm. Sự thay đổi và chuyển hóa này đều do tưởng điên đảo hình hành. Nhân trong thế giới có biến dịch luân hồi điên đảo về giả, đấy là sự vay mượn tới lui đổi thay và chuyển hóa của các sinh vật, nên hòa hợp với xúc thành ra 84.000 loại tưởng mới cũ. Có vài loại sinh vật nhàm chán những gì cũ kỹ, chúng ham muốn có điều gì đó mới lạ hơn. Chẳng hạn chim biết bay, muốn chim biếng bay muốn chuyển thành loài lưỡng cư như ếch chẳng hạn. Các loài sâu bướm, ấu trùng, giòi chán việc trườn bò, muốn đổi thành côn trùng như bướm chẳng hạn. Vài loài chuột đã chán thân chuột, muốn biến đổi thành rơi. Những ví dụ ấy đều chỉ sự hóa sinh. Vậy nên có yết nam hóa sinh trôi lăn trong các cõi nước. Yết nam có nghĩa thịt rắn chắc, đây là trường hợp biến hình của động vật, là loại chuyển biến thoái hóa. Các loài hóa sinh này có khắp thế giới, chuyển thoái phi hành các loài rất nhiều. Các sinh vật bò trườn chuyển biến thành chim chóc, hoặc loài chim chuyển thành loài bơi lội. Sự chuyển hóa giữa các loài có rất nhiều. Kinh văn: do nhân thế giới lưu ngại luân hồi chướng điên đảo cố, hòa hợp trước thành bát vạn tứ thiên tinh diệu loạn tưởng, như thị cố hữu sắc tướng yết nam, lưu chuyển quốc độ, hữu cữu tinh minh kỳ loại xung tắc, việt dịch. Nhân trong thế giới có lưu ngại luân hồi điên tưởng về chướng, đền hòa hợp với trước thành ra 84.000 loạn tưởng tinh diệu. Vì vậy nên có yết nam sắc tướng trôi lăn trong cõi nước, hữu cửu tinh minh các loài rất nhiều. Giảng giải đoạn này bàn về hữu sắc. Nhân trong thế giới có lưu ngại luân hồi điên đảo về chướng, ngại là ngăn cản gây chướng ngại, có nhiều sắc,
chướng ngại đan xen nhau nên hòa hợp với trước, thành ra 84.000 loại tưởng tình diệu. Trước là tạo nghiệp, do chấp trước nên làm khuất đi ánh sáng chân tâm, vì vậy nên có ít nam sắc tướng trôi lan trong cõi nước. Đây là loài phát sáng như mặt trời mặt trăng, loại mang điểm lành gọi là hưu, có điểm dữ gọi là cửu. Ở động vật phát sáng thì như đầm đóm, các loài như vậy có rất nhiều. Kinh văn: do nhân thế giới tiêu tán luân hồi hoặc điên đảo cổ, hòa hợp ám thành bát vạn tứ thiên, quần ẩn loạn tưởng, như thị cố hữu, vô sắc Việt Nam, lưu chuyển quốc độ, không tán tiêu trầm, kỳ loạn sung tắc. Việt dịch: nhân trong thế giới có tiêu tán luân hồi điên đảo về, hoặc nên hòa hợp với ám thành ra 84.000 loạn tưởng, thầm ẩn, vậy nên có yết nam vô sắc trôi lăng trong cõi nước, không tán tiêu trầm, các loại rất nhiều. Giảng giải: đoạn này bàn về các chúng vô sắc, tức các chư thiên cõi vô sắc giới. Nhân trong thế giới có tiêu tán luân hồi điên đảo về hoặc, mặc dù tiêu và tán bao hàm sự dứt diệt không tồn tại, chẳng còn thấy gì, nhưng ở đây vẫn có sự hiện hữu, đấy là thức và nghiệp, tức là vẫn có các chúng, đấy là sự tái sinh, hoặc là mê vọng, nó là một loại vô minh làm cho điên đảo, hoặc nên hòa hợp với ám thành ra 84.000 loạn tưởng, thầm ẩn, nghiệp rất khó cảm nhận, và do đó nó gây ra vô số loại tưởng. Thầm và ẩn là loại ý tưởng khó nhận biết, vậy nên có yết nam vô sắc trôi lăn trong cõi nước, chúng phát triển cùng khắc, không tán tiêu trầm, các loại rất nhiều. Không là không vô biên sắc thiên, tán là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Các chúng sinh ấy hiện hữu là do thức nghiệp, không có sắc tướng và có rất nhiều trong thế giới. Kinh văn: do nhân thế giới võng tượng luân hồi ảnh điên đảo cố, hòa hợp ức thành bát vạn tứ thiên tiềm kết loạn tưởng, như thị cố hữu, tưởng tướng yết nam, lưu chuyển quốc độ, thần quỷ tinh linh, kỳ loại sung tắc. Việt dịch: nhân trong thế giới có võng tượng luân hồi điên đảo về ảnh nên hòa hợp với ức, thành ra 84.000 loạn tưởng tiềm kết, vậy nên có yết nam hữu tưởng trôi lăn trong cõi nước, thần quỷ tinh linh các loài rất nhiều. Giảng giải: nhân trong thế giới có võng tượng luân hồi điên đảo về ảnh, phần này bàn về các chúng sinh hữu tưởng nhưng vô sắc. Các chúng sinh ấy như là thần quỷ tinh linh, do vọng chấp ảnh tượng nên hòa hợp với ức, thành ra 84.000 loạn tưởng tiềm kết, do tiềm ẩn nên không ai hay biết, các loạn tưởng của chúng thầm kết, vậy nên có yết nam hữu tưởng trôi lăn trong cõi nước, thần quỷ tinh linh các loài rất nhiều. Hữu tưởng ở đây không phải là loại tưởng của noãn sinh, mà là loại vọng tưởng tạo tác. Quỷ và thân có loại tinh quái và loại cư xử rất đúng mực. Có một số quỷ vương thị hiện trừ Bồ Tát, có quỷ vương cũng khó lường. Tinh linh là các loài sơ thần, hải thần, thành hoàng, các chúng có nhiều và ở khắp nơi. Kinh văn: do nhân thế giới ngũ độ luân hồi si điên đảo cố, hòa hợp hoàn thành bát vạn tứ thiên, khô cảo loạn tưởng, như thị cố hữu, vô tưởng yết nam, lưu chuyển quốc độ, tinh thần hóa vị, thổ mộc kim thạch, kỳ loại sung tắc. Việt dịch: nhân trong thế giới có ngũ độ luân hồi điên đảo về si nên hòa hợp với ngoan, thành ra 84.000 loạn tưởng khô cảo, vậy nên có yết nam vô tưởng trôi lăn trong cõi nước, tinh thần hóa làm đất, cây vàng đá các loại rất nhiều. Giảng giải: nhân trong thế giới có ngũ độ luân hồi điên đảo về si, loại vô tưởng tuy có sắc nhưng không có tư tưởng, do đó thành ngũ muội ám độn nên hòa hợp với ngoan, thành ra 84.000 loại tưởng khô cảo, ý tưởng hoàn toàn cạn kiệt, vậy nên có yết nam vô tưởng trôi lăn trong cõi nước, tinh thần hóa làm đất, cây vàng đá các loại rất nhiều. Vì tư tưởng của họ khô héo nên tinh và thần chuyển hóa thành đất, gỗ, kim loại hoặc đá, loại này có ở nhiều nơi. Và tại sao tinh và thần lại biến thành như vậy? Ở Hồng Kông có ngọn núi gọi là Vọng Phu. Chuyện kể rằng có người đàn bà, chồng là hải quân, anh ta ra đi không bao giờ trở lại. Người vợ cứ ngày ngày dẫn con lên ngọn núi nhìn về phía biển đợi chờ. Ngày qua ngày tinh thần chờ đợi của người đàn bà ấy dần dần cạn kiệt và chuyển hóa. Đến sau đó thì thành đá. Ngày nay quý vị đến đó sẽ nhìn thấy hình tượng đá. Một người đang đứng, phía sau có đứa bé.
bà ấy vẫn trông chờ. Hầu hết chúng ta rất khó tin rằng cái tinh thần của con người lại có thể biến thành gỗ đá, nhưng đó là sự thực. Nó đã thực sự xảy ra. Có nhiều trường hợp con người biến thành đá như vậy, hoặc nhiều sự việc xảy ra tương tự vậy. Chẳng hạn một người có tánh rất nóng, một khi ngọn lửa tự tánh của người ấy bộc phát mạnh thì thực chất của anh ta dễ dàng biến thành than ngay. Lửa của tự tánh rất mạnh, nó có sức nóng thật khủng khiếp, và như vậy thực chất cũng dễ bị đốt cháy. Con người bao gồm các yếu tố kim loại, gỗ, nước, lửa và đất. Nếu họ thường xuyên tiếp xúc và dốc hết tâm ý vào một yếu tố nào thì họ sẽ biến thành yếu tố đó. Điều đó xảy ra là do tư tưởng cố chấp tham trước. Khi hiện tượng ấy xảy ra thì vật thể kia có trở lại làm người? Vâng, có đấy, nhưng không biết thời gian sẽ kéo dài bao lâu, chắc chắn là lâu lắm. Kinh văn: do nhân thế giới tướng đãi luân hồi ngụy điệt đảo cố, hòa hợp nhiễm thành bát vạn tứ thiên nhân y loạn tưởng, như thị cố hữu phi hữu sắc tướng, thành sắc yết nam lưu chuyển quốc độ, trừ thủy mẫu đẳng dĩ hà vi mục kỳ loại xung tắc. Việt dịch: nhân trong thế giới có tương đãi luân hồi điên đảo về ngụy, nên hòa hợp với nhiễm thành ra 84.000 loại tưởng nhân y, vậy nên có yết nam, không phải có sắc mà có sắc trôi lăn trong cõi nước. Các loài thủy mẫu dùng tôm làm mắt, các loại rất nhiều. Giảng giải: phần này bàn về các chúng phi hữu sắc. Nhân trong thế giới có tương đãi luân hồi điên đảo về ngụy, nên hòa hợp với nhiễm thành ra 84.000 loại tưởng nhân y. Nhân y là nương tựa vào nhau, vậy nên có yết nan, không phải có sắc mà có sắc trôi lăn trong cõi nước. Loài phi hữu sắc tức vốn không có sắc, nó chỉ nhỏ vào vật khác nên mới có sắc. Do đó các loài thủy mẫu dùng tôm làm mắt, các loại rất nhiều. Loài thủy mẫu nhờ vào bọt nước làm thành thân, chúng không có mắt nên phải nhờ vào mắt của tôm. Đấy là mối tương quan ký sinh. Loài thủy mẫu này trông như những bong bóng trong nước, chúng vô sắc và có ở khắp nơi. Kinh văn: do nhân thế giới đương dẫn luân hồi tánh điên đảo cố, hòa hợp chú thành bát vạn tứ thiên hô triệu loạn tưởng, do thị cố hữu phi vô sắc tướng vô sắc yết nam lưu chuyển quốc độ, chú chớ yếm xanh kỳ loại xung tắc. Việt dịch: nhân trong thế giới có tướng dẫn luân hồi điên đảo về tính, nên hòa hợp với chú thành ra 84.000 loạn tưởng hô triệu, vậy nên có yết nam, không phải vô sắc mà vô sắc trôi lăn trong cõi nước, chú chớ yếm sinh các loài rất nhiều. Giảng giải: đây là loại phi vô sắc, chú vốn không có sắc, chỉ dùng chú ra hiệu. Nhân trong thế giới có tướng dẫn luân hồi điên đảo về tính, đấy là tác động quả lại của sự dụ hoặc làm thành điên đảo vọng tưởng, nên hòa hợp với chú thành ra 84.000 loạn tưởng hô triệu. Gần đây tôi đã nói về pháp cấu triệu, pháp hô triệu này cũng có dạng như vậy. Hô là gọi tên ai đó, thường thì mọi người không thấy gì, nhưng khi tụng niệm chú thì đối tượng sẽ hiện đến, lúc đó chúng ta có thể thấy được. Mặc dù chúng ta gọi đó là quỷ thần, nhưng họ đều là một loại thần thức đặc biệt, vậy nên có yết nam, không phải vô sắc mà vô sắc trôi lăn trong cõi nước. Quỷ thần ở đây là loại phi vô sắc, là những thần hộ pháp. Họ dùng chú chớ yếm sinh các loài rất nhiều. Trong mật giáo có nhiều loại chú này. Kinh văn: do nhân thế giới hợp vọng luân hồi vọng điên đảo cố, hòa hợp dị thành bát vạn tứ thiên hồi hỗ loạn tưởng, như thị cố hữu phi hữu tưởng tướng thành tưởng yết nam lưu chuyển quốc độ, bỉ bổ dư đẳng dị chất tướng thành kỳ loại xung tắc. Việt dịch: nhân trong thế giới có hợp vọng luân hồi điên đảo về võng, nên hòa hợp với dị thành ra 84.000 loạn tưởng hồi hỗ, vậy nên có yết nam, không phải có tưởng mà có tưởng trôi lăn trong cõi nước, giống những giống tò vò mượn chất khác làm thân của mình, các loại rất nhiều. Giảng giải: nhân trong thế giới có hợp vọng luân hồi điên đảo về võng, nên hòa hợp với dị thành ra 84.000 loạn tưởng hồi hỗ. Cả hai có khác nhưng sự biến hình thì như nhau. 84.000 là số nhiều dùng để chỉ trong mỗi loại. Thực ra trong từng loại còn có rất nhiều loại khác, số lượng không thể tính được. Vậy nên có yết nam, không phải có tưởng mà có tưởng trôi lăn trong cõi nước. Lúc đầu những sinh vật này chưa nhận thức mình sẽ hình thành loại nào, nhưng trải qua tiến trình nghĩ tưởng nó mới hình thành hiện tại. Đó là những giống tò vò
mượn chất khác làm thân của mình các loại rất nhiều. Tò vò là một loại ong bắp cày. Ong này bắt lấy sâu bướm và chuyển chúng thành con mình. Nó đưa con sâu bướm về tổ, đoạn tụng chú trong 7 ngày. Hãy như ta, hãy như ta. Sau đó nói rời đi nơi khác. Người ta gọi các chúng ấy là không có tưởng, phi hữu tưởng. Vì lúc đầu sâu bướm không nghĩ là mình biến thành con tò vò. Kinh thì có câu sâu bướm có con tò vò mắng nợ. Kinh văn: do nhân thế giới oán hại luân hồi sát điên đảo cố, hòa hợp quái thành bát vạn tứ thiên, thực phụ mẫu tưởng như thị cố hữu, phi vô tưởng tướng, vô tưởng yết nam, điều chuyển quốc độ như độ kiều đẳng phụ khối vi nhi, cập phá kính điều dĩ độc thọ quả, bão vi kỳ tử, tử thành phụ mẫu, giai tào kỳ thực kỳ loại xung tắc. Việt dịch: nhân trong thế giới có oán hại luân hồi điên đảo về xác, nên hòa hợp với quái thành ra 84.000 nghĩ tưởng, ăn thịt cha mẹ. Vậy nên yết nam không phải vô tưởng mà vô tưởng, trôi lăn trong cõi nước như con thổ kiều, ấp khối đất làm con, và chim phá kính ấp quả cây độc làm con. Con lớn lên thì cha mẹ đều bị chúng ăn thịt. Các loại rất nhiều. Giảng giải: đây là loại phi vô tưởng trong 12 loại chúng sinh. Chúng có tư tưởng nhưng không thường chính. Nhân trong thế giới có oán hại luân hồi điên đảo về sát. Ông hại tôi hại ông. Ông giết tôi giết ông. Ông ghét tôi ghét ông. Nên hòa hợp với quái thành ra 84.000 nghĩ tưởng ăn thịt cha mẹ. Khi oán hận đầy rẫy thì kết thành thân nghiệp điên đảo. Vậy nên yết nam không phải vô tưởng mà vô tưởng, trôi lăn trong cõi nước. Chúng xuất hiện như con thổ kiêu, ấp khối đất làm con. Ở Trung Quốc, chim thổ kiêu còn gọi là chim ưng đầu mèo hoặc chim bất hiếu. Loại chim này không đẻ trứng mà nó ôm ấp khối đất làm con. Có điều, khi các con thổ kiêu để lòng oán hận lớn lên, chúng sẽ ăn thịt cha mẹ. Và chim phá kính ấp quả cây độc làm con. Phá kính là tên loài thú ở Trung Quốc, trông giống con sói nhưng nhỏ hơn. Loại thú này không sinh sản, nó chỉ ôm ấp quả độc làm con. Con lớn lên thì cha mẹ đều bị chúng ăn thịt. Các loại rất nhiều. Phá kính cũng là loài thú bất hiếu. Chim có thể là do dịch sai. Các loại ấy có ở nhiều nơi. Kinh văn: thị danh chúng sanh thập nhị chủng loại. Việt dịch: đấy gọi là 12 loại chúng sinh. Giảng giải: phía trên đã giảng về 12 chủng loại chúng sinh.